Dạ lúc giờ nó cứ với lại thấy mình rồi. Dạ lớp quy nghe chứ thấy rồi cô ơi. Chúng ta đã học ở trong cái bài lý thuyết á, là mắt đỏ. Mắt đỏ có giảm thị lực và có đau nhức. Thì trong một cái chùm bệnh đó, chúng ta đã học bệnh viêm lấy giác mạc là một. Thứ hai là bệnh viêm mống mắt thể mi hay là viêm màng bồ đào trước. Thứ ba là bệnh gloco nguyên phát gốc đóng cấp tính. Chúng ta học ba cái đó là ba cái dạng bệnh mà có cương tụ rìa hay là đỏ mắt và có đau nhức điển hình và phổ biến ở trong nhãn khoa. Thì chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ phía bên ngoài vào sâu dần dần phía những cái bệnh ở bên trong. Trong đó cái bề mặt thì chúng ta sẽ khảo sát ngoài cùng là bệnh viêm loét giác mạc trước tiên. Thì bệnh này chúng ta đã học ở trong cái phần lý thuyết rồi, là gồm có rất là nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân viêm nhiễm và không viêm nhiễm. Và những cái tổn thương trên giác mạc nếu mà không được xử trí kịp thời và đúng nguyên nhân á, thì có thể để lại những cái hậu quả là những cái sẹo, hoặc là có thể dẫn đến phải bỏ nhãn cầu. Cho nên là người ta yêu cầu là người bác sĩ phải phát hiện ra những cái tổn thương ở trên giác mạc và có những cái xử lý kịp thời. Thì để học xong bài này, chúng ta phải nhận định được những thương tổn viêm loét và sẹo giác mạc, và chúng ta nhận định được những cái thể điển hình của viêm loét giác mạc. Sau khi mà nhận định được thì chúng ta đưa ra được những nguyên tắc xử lý phù hợp. Thì như cô đã nói đó, là mấy bạn sẽ nhận định được những cái thương tổn ở trên giác mạc. Thì chúng ta biết là giác mạc của chúng ta nó có tính trong suốt và nhẵn bóng. Thì khi có bệnh viêm loét giác mạc, giác mạc sẽ mất tính trong suốt và tính nhẵn bóng của nó. Và trong năm lớp của giác mạc thì khi thương tổn đến màng bô man trở xuống thì có thể để lại di chứng là sẹo giác mạc. Và càng sâu thì sẹo sẽ càng dày. Do đó, nhiệm vụ chúng ta là phát hiện và làm dừng thương tổn. Và ở trên giác mạc á thì cái vùng giữ chức năng quang học cho mắt là cái vùng 4 mm ở vùng trung tâm. Đó là cái vùng mà chúng ta cần phải bảo vệ nhiều nhất để duy trì chức năng thị giác cho bệnh nhân. Chúng ta cần nhận định được thương tổn giác mạc có mất tổ chức và không mất tổ chức. Thì ở những cái bệnh nhân có loét giác mạc thì bề mặt của biểu mô giác mạc sẽ bị mất tổ chức, còn ở bệnh nhân viêm giác mạc thì không có mất tổ chức. Chúng ta nhận định nè, ở trên giác mạc tính chất trong suốt của nó thể hiện là chúng ta sẽ nhìn rõ những cái chi tiết ở bên trong của giác mạc, ở phía sau của giác mạc. Điển hình đó là độ trong suốt ở trong tiền phòng và những chi tiết ở trên mống mắt, những chi tiết ở vân ở trên mống mắt. Thì ở viêm và loét nó đều làm mất tính chất trong suốt của giác mạc, làm cho những cái chi tiết ở bên trong không có quan sát được rõ hơn. Thì ở đây là trường hợp loét giác mạc. Loét giác mạc thì làm mất tổ chức ở trên bề mặt của giác mạc, cho đó vừa làm mất tính chất trong suốt
vào người mất tính chất nhẵn bóng của giác mạc. Ở đây chúng ta thấy là vùng loét nè, thì một là nó đục, cho nên là chúng ta không nhìn rõ móng mắt ở phía sau. Vùng loét càng rộng ra này, thì cái vùng mà móng mắt bị che mờ càng nhiều nè. Còn riêng cái vùng mà không có bị loét, không có bị viêm loét thì nó vẫn còn nhẵn bóng, vẫn còn nhẵn bóng. Cái thương tổn này nếu chúng ta quan sát bằng mắt thường không có rõ thì tốt nhất là chúng ta sẽ quan sát ở trên kính hiển vi. Kính hiển vi mà quan sát trên mắt người xấu được gọi là sinh hiển vi. Và kính có thể thu hẹp cái nguồn sáng lại thành dạng khe. Và với cái dạng khe thì chúng ta sẽ quan sát rất là rõ những cái chi tiết ở trên bề mặt của giác mạc cũng như là trong nhu mô sâu của giác mạc. Thì khe sáng nó sẽ được chiếu chéo. Do đó chúng ta nhớ là khi chúng ta quan sát một cái thương tổn gì ở trên giác mạc hoặc là trong con mắt thì chúng ta nên để khe sáng chéo thì chúng ta sẽ quan sát được nhiều hơn. Thì ở đây mình thấy có một vùng nghi ngờ là mất tổ chức nè, một vùng đục nghi ngờ là mất tổ chức, thì mình sẽ dùng thuốc nhuộm fluorescein. Fluorescein là chất gọi là chất phản quang đó, chất phản quang hay là chất dạ quang. Thì cái chất này sẽ phát sáng ở trong điều kiện cái ánh sáng yếu. Thì khi chúng ta nhuộm cái này vào, cái chất này á cũng có gần trong đời sống thực là mấy bạn hay dùng những cái bút dạ quang để đánh dấu ở trong tài liệu học của mình đó. Thì những cái thuốc mà màu xanh vàng chính là fluorescein ha. Sau khi nhuộm xong á thì những phần nào của giác mạc bị mất tổ chức nó sẽ ăn màu của cái nhuộm đó. Đây là phần mất tổ chức nè, nó sẽ ăn màu của thuốc nhuộm. Còn những phần nào mà không mất tổ chức thì không ăn màu của thuốc nhuộm. Và trong điều kiện ánh sáng yếu, ví dụ như nhìn qua ánh sáng lọc xanh coban, thì cái fluorescein nó sẽ phát sáng lên. Còn đối với bệnh nhân mà bị viêm giác mạc thì mặc dù giác mạc đã mất tính trong suốt, tức là phần thương tổn này càng dày thì giác mạc càng đục nhiều thì cái chi tiết móng càng không quan sát được. Cái đó người trong viêm và loét người ta gọi là tính chất thẩm lậu của giác mạc. Thẩm lậu, bản chất của nó là thẩm nhuận những tế bào viêm vào nhu mô của giác mạc gây mất tính trong suốt. Thì ở trong viêm không mất tổ chức thì bề mặt giác mạc tuy là có đục nhưng bề mặt của nó vẫn nhẵn bóng. Và đối với cái viêm á thì không có quang sáng, không có ăn màu thuốc nhuộm fluorescein, không ăn màu thuốc nhuộm. Nhưng mà ở trong bệnh nhân viêm và loét giác mạc là những cái bệnh đang tiến triển thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng xương tụ rìa. Có bạn nào tắt micro đi không? Chúng ta thấy có hiện tượng xương tụ rìa. Xương tụ rìa là gì? Xương tụ là hiện tượng mạch máu nó giãn to ra. Hiện tượng mạch máu giãn to ra hay còn gọi là giãn mạch do hiện tượng viêm. Thì ở trong viêm loét giác mạc đó đều có xương tụ xung quanh giác mạc ở giới hạn giữa giác mạc và củng mạc nè. Thì phần giác mạc không có mạch máu cho nên nó vẫn không có mạch máu xâm nhập vào. Nhưng ở phía củng mạc thì mạch máu đỏ rất là nhiều. Và mạch máu xương tụ rìa lại có đặc điểm là không có di động cùng với kết mạc. Tức là nếu mà chúng ta đẩy kết mạc di động thì sẽ không di động theo. Và đó là một là vị trí ở vùng rìa, hai là không di động theo kết mạc, ba là kết mạc màu xương tụ màu đỏ sậm chứ không phải màu đỏ tươi. Bản chất của xương tụ này, bản chất của hiện tượng giãn mạch này là hiện tượng xung huyết những cái mạch máu ở sâu, những cái mạch máu ở sâu. Do đó để đáp ứng với thuốc nhỏ co mạch
thì ương tụ rìa sẽ không bị mất hay là không giảm khi nhỏ thuốc co mạch. Còn những cái ương tụ kết mạc thông thường thì nhỏ thuốc co mạch sẽ giảm đi hoặc mất. Giảm đi hoặc mất. Những cái thuốc nhỏ co mạch ở trong đời sống thông thường mấy bạn có thể gặp nè, Nafazolin. Người ta đặt vào cuốn mũi đó, Nafazolin là một loại thuốc co mạch. Thứ hai là oxymetazoline. Cái này mấy bạn thấy ở trong thành phần của thuốc nhỏ mắt Viroto. Cho nên là với những cái cương tụ kết mạc thông thường thì Viroto nhỏ vô sẽ hết đỏ, sẽ bớt đỏ hoặc sẽ hết đỏ. Nhưng là đối với trường hợp có cương tụ rìa thì sẽ không hết đỏ. Thuốc nhỏ mắt, thuốc thứ ba mà gây co mạch mà phổ biến chúng ta thường hay gặp đó là thuốc adrenaline. Adrenaline nhỏ vào mắt có thể làm co những cái mạch máu của cương tụ kết mạc, nhưng tất cả những cái thuốc co mạch đó không có tác dụng trên hiện tượng kiên cương tụ rìa của viêm loét giác mạc. Chúng ta cần phân biệt sẹo giác mạc với những trường hợp viêm loét giác mạc. Ở trong trường hợp viêm loét giác mạc thì chúng ta thấy mắt có kích thích, có đau, có chói, có mờ, đó là những triệu chứng cơ năng của bệnh nhân. Và có cương tụ rìa như nãy giờ chúng ta đã mô tả. Còn ở trên mắt mà có sẹo giác mạc cũng có một vùng đục ở trên giác mạc, một vùng mờ đục giống như là ở trong trường hợp viêm giác mạc, nhưng mắt yên và không có kích thích. Thứ hai là không có hiện tượng cương tụ rìa. Đó, chúng ta cần phải phân biệt sẹo và loét. Những cái trường hợp mà trước đây bệnh nhân của mình á đã xác nhận là mình có một sẹo giác mạc trong trường hợp viêm hay loét để lại, và khi mà hồi viêm trở lại á thì mắt cũng sẽ có hiện tượng đỏ và cương tụ rìa và kích thích như là viêm giác mạc. Chúng ta có một số thể lâm sàng điển hình mà chúng ta cần nhận định để có thái độ điều trị đúng. Một là thương tổn loét giác mạc hình cành cây do hẹp loét xâm lấn. Nếu mà nhỏ thì nó sẽ có hình ngôi sao, lớn thì nó sẽ có hình cành cây, hình bản đồ. Thương tổn này chủ yếu nó ở nông ở trên biểu mô và có thể có phù nhiều ở mép, nhưng mà phần lớn là nông ở trên biểu mô và hiện tượng thẩm lậu thì ít, tức là đục giác mạc thì ít. Khi chúng ta nhuộm fluorescein thì những cái phần mà mất tổ chức của loét giác mạc hình cành cây sẽ hiện ra rất rõ. Chúng ta quan sát bằng cái điều kiện ánh sáng yếu nè thì chúng ta qua thấy rất là rõ những cái hình ảnh hình cành cây nó phát sáng lên. Nhỏ thì hình ngôi sao hoặc là hình cành cây, và tái phát nhiều lần á thì nó sẽ rộng ra và thành hình bản đồ. Đối với loét hẹp loét xâm lấn, chúng ta điều trị bằng phổ biến là chúng ta dùng acyclovir với liều 200mg nhân 5 lần một ngày. Ở đây cái loét giác mạc này nè, hình cành cây nè, chúng ta xem dưới ánh sáng lọc xanh coban thì chúng ta thấy là cái hình cành cây này nó phát sáng rất là rõ ha. Acyclovir uống và tra mắt. Uống thì đến khi nào lành tổn thương sẽ uống thêm 10 ngày với liều một nửa để chống tái phát. Còn cái bô mát tra mắt thì chúng ta chỉ nên dùng từ 1 tuần đến 10 ngày, không nên dùng thêm tại vì sẽ độc cho giác mạc. Một loại virus
herpes nữa, đó là herpes zoster hay là gọi là zona. Herpes zoster thì chúng ta sẽ thấy những cái triệu chứng ở bên ngoài da mi hoặc là trán hoặc là nửa mặt một bên nè, nửa mặt của bên của bệnh nhân. Và cái thương tổn ở trên giác mạc á, nó cũng gần tương tự như là herpes simplex, tức là nó cũng là loét nông ở trên biểu mô. Nhưng ở trong trường hợp mà zona thần kinh á, thì có thể ăn vào thần kinh mũi mi và gây viêm móng mắt thể mi khi nó ăn vào thần kinh mũi mi. Thì ở zona thì chúng ta cũng dùng acyclovir, nhưng mà với liều điều trị cao hơn herpes simplex rất là nhiều. Thay vì bên kia dùng một viên 200mg thì chúng ta dùng một viên là 800mg ngày 5 lần. Viêm loét giác mạc do vi khuẩn. Do vi khuẩn, thông thường á, vi khuẩn khi biểu mô giác mạc toàn vẹn thì vi khuẩn ít có khả năng gây loét giác mạc. Nó thường là hoàn cảnh xuất hiện của nó là trên một cơ địa sang chấn hoặc trên một cơ địa đã bị nhiễm virus làm loét giác mạc. Đó. Cái hoàn cảnh xuất hiện của vi khuẩn là như vậy. Thì có thể là do nhiều loại vi khuẩn khác nhau, ví dụ như là tụ cầu khuẩn hay liên cầu hay phế cầu hay là trực khuẩn mũ xanh hay là lậu, vi khuẩn lậu. Thì cái diễn biến của nó thường là cấp tính. Chúng ta thấy cương tụ rìa rất là nhiều ha. Và có thể phối hợp với cương tụ kết mạc thành một dạng người ta gọi là cương tụ hỗn hợp. Và hiện tượng tẩm nhuận tế bào viêm vào cái nhu mô của giác mạc hay còn gọi là thẩm lậu giác mạc thì nó dày hơn, tức là cái mức độ đậm đặc của nó dày hơn trong trường hợp nhiễm virus. Và đây là hình ảnh của một loét giác mạc do trực khuẩn mũ xanh gây hoại tử giác mạc. Trực khuẩn mũ xanh là một cái trực khuẩn rất là độc cho giác mạc. Miễn mà loét cho trực khuẩn mũ xanh thì gây hoại tử nhanh chóng, 2 đến 3 ngày có thể là loét hết bề mặt của giác mạc và có thể ăn sâu gây thủng giác mạc. Và trong trường hợp nhiễm trực khuẩn mũ xanh á, thì thường có mũ tiền phòng. Mũ tiền phòng là hình ảnh ngay đây nè, các bạn thấy loét hoại tử giác mạc ha, trực khuẩn mũ xanh gây mũ tiền phòng đây. Mũ này á, nếu như giác mạc chưa thủng thì về nguyên tắc mũ này là mũ vô khuẩn khi giác mạc chưa thủng. Đây chỉ là mũ phản ứng của màng bồ đào tiết ra do phản ứng với độc tố của vi khuẩn. Khi nào mà thủng thì mũ này mới nhiễm khuẩn thôi. Còn giác mạc chưa thủng thì mũ này là mũ vô khuẩn. Có thể mình thấy một chút xíu động ở cực dưới của tiền phòng. Điều trị đối với viêm loét giác mạc do vi khuẩn thì chúng ta ưu tiên nhỏ thuốc nhóm fluoroquinolone, ví dụ như ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin hay là moxifloxacin. Và uống các thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone hoặc cephalosporin, hoặc là phối hợp hai thuốc này. Tại vì á, những cái thuốc mà thấm được vào trong nội nhãn đó, thì chỉ có nhóm một là piperabenicillin, hai là fluoroquinolone, ba là cephalosporin.
Purim thế hệ thứ ba và điều trị đối với vi khuẩn thì chúng ta phải luôn lưu ý tính độc của các thuốc nhỏ ở trên giác mạc. Cho nên giai đoạn đầu chúng ta có thể nhỏ rất nhiều lần trong ngày, 10 hoặc là hơn 10 lần trong ngày. Nhưng sau đó khi mà giác mạc sạch thì chúng ta phải lưu ý tính độc của giác mạc và cân nhắc giảm liều. Nhưng mà thông thường điều trị một trường hợp lấy giác mạc mà nặng đó thì thời gian chúng ta có thể tính đến hàng tháng ha. Bệnh nhân uống rất là nhiều kháng sinh. Một hình thái tiếp theo của viêm lết giác mạc nhiễm đó là bệnh nhân của mình bị nhiễm nấm, cũng giống như là viêm lết giác mạc do vi khuẩn. Thông thường á, không có một tổn thương ở trên bề mặt của giác mạc thì nấm phi nấm cũng khó mà gây được bệnh lết giác mạc. Do đó nó thường nhiễm nấm cơ hội ở trên những mắt có sang chấn, đặc biệt là sang chấn do nông nghiệp bùn đất hoặc là những lá cây lá cỏ có dính cái mầm bệnh là nấm, hoặc là có thể là bội nhiễm trên cơ địa nhiễm virus hoặc là nhiễm vi khuẩn bội nhiễm nấm. Thì đặc vi nấm gây lét giác mạc á, có những cái hình ảnh rất là đặc trưng, ví dụ người ta gọi là hình ảnh lông vũ, hoặc là có người gọi là ngón tay chỉ, tức là từ ổ lát chính có những cái nhánh ra, người ta gọi là ngón tay chỉ, và gần như ổ lát chính thì có những cái ổ lát phụ đó, chỉ ra từ ngón lớn chỉ ra như ổ lát phụ xung quanh, hoặc là người ta gọi là dấu chân giả lát vệ tinh, tức là từ một nhánh chính đó phân ra những cái nhánh phụ và những cái ổ lát phụ ở xung quanh. Một đặc điểm nữa của viêm lết giác mạc do nấm đó là có mủ tiền phòng. Hồi nãy chúng ta thấy bên viêm lết giác mạc do vi khuẩn thì nhóm trực khuẩn mủ xanh là nhóm vi khuẩn thường gây nên mủ tiền phòng. Còn trong nhiễm lết giác mạc do nấm thì thường có mũ tiền phòng, tức là hai tác nhân, một là nấm và trực khuẩn mủ xanh thì có thể gây lên mũ tiền phòng. Và ở trong mũ này thì người ta thường tìm thấy nấm. Ở trên cái vết lết này ngoài ra còn một dấu hiệu là vòng miễn dịch. Vòng miễn dịch đó là phản ứng giữa độc tố của vi nấm từ ổ lết chính nè lan ra và phản ứng sinh ra kháng thể của cơ thể thấm trở vào vết lết. Hai cái yếu tố này gặp nhau sẽ tạo nên vòng phản ứng miễn dịch cách ổ lết chính bởi một khoảng giác mạc lành. Đây là khoảng giác mạc lành, đây là ổ lết chính, đây là vòng miễn dịch. Các bạn thấy trong viêm lết giác mạc do vi nấm đó có thể mủ rất là nhiều, các bạn thấy nhiều khủng khiếp luôn, một nửa tiền phòng hoặc là hơn nữa. Và cái thẩm lậu ở trong nấm thì nó rất là dày luôn và thường có giả mạc ở mặt trước và mặt sau của giác mạc, giả mạc mặt trước mặt sau, và nguyên cái vùng giả mạc này nè thì ở cái mô ở giữa hầu như là đã hỏng, hầu như là hỏng hoàn toàn. Và cái lét này rất là có nguy cơ gây thủng. Những cái nhà nhãn khoa Mỹ họ viết sách đó, họ cũng đều thống nhất là nấm mắt là một bệnh rất là khó điều trị và nguy cơ phải mút bỏ mắt rất là cao. Các bạn thấy ở đây trường hợp nè, đây là giai đoạn sớm hơn một chút thì cái vùng lét nó nằm khoảng 1/4 và mũ tiền phòng là bao nhiêu đây, rồi tiến triển thêm nè, mũ tiền phòng nhiều hơn
và cái vùng lét rộng ra giác mạc này nè, giác mạc bám dày, ẩm lậu sâu dày, rộng ra gần một nửa trên của giác mạc, còn nửa dưới thì gần như là mũ tiền phòng, đã gần một nửa tiền phòng rồi. Rồi nặng hơn nè, ăn gần như hết, gần lét hết cái giác mạc, và không có quan sát được ở trong là mũ ít hay mũ nhiều gì nữa hết, tại vì nó đã dày lên, thẩm lậu dày lên, che hết, che lấp hết. Và kết thúc bệnh nhân này á, bị thủng giác mạc và ghép giác mạc đi, ghép giác mạc toàn bộ. Thì đối với nấm á, thuốc nhỏ mắt tốt nhất là chúng ta có natamycin, hay là thuốc nhỏ trên thị trường gọi là natasin của Mỹ ha, hoặc là thuốc nhỏ amphotericin là tự pha, hoặc là fluconazole, thuốc nhỏ fluconazole. Và thuốc uống thì uống itraconazole, hay là tên thị trường là Soran, hoặc là fluconazole. Thì những cái thuốc này đều là những cái thuốc kháng nấm mắc tiền và rất là độc cho gan. Thế nên dùng cái thuốc này á, thời gian từ 21 đến 30 ngày á, thì bệnh nhân của chúng ta cần được kiểm tra chức năng gan. Đó là chúng ta đã kể hết ba cái dạng viêm lét giác mạc do nhiễm virus, vi khuẩn và nấm. Chúng ta còn hai dạng không có nhiễm nữa, đó là một là lét do miễn dịch. Lét do miễn dịch thì cái thể điển hình là lét Morel. Lét Morel nó là lét ở vùng rìa, đào sâu vào trong nhu mô của giác mạc, đào sâu vào, có khi là một phần hoặc là toàn bộ vùng rìa. Có khi nó ăn chỉ còn một chút xíu ở giữa này, tự giác mạc nó tiêu, nó sinh ra cái men, nó tiêu cái collagen của giác mạc đi. Và cái này á, bệnh nhân của mình được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc là corticoid với liều ức chế miễn dịch. Bạn nhớ ha, đây là một loại lét giác mạc duy nhất mà chúng ta dùng corticoid. Nha. Đây, các bạn thấy xương tụ rìa nè. Xương tụ rìa ha. Cái giác mạc của mình nó hễ mà chỗ nào nó tổn thương thì sẽ có xương tụ tương xứng với cái vùng đó. Ngoài ra, thể lét giác mạc do loạn dưỡng chúng ta cũng thường hay gặp. Loạn dưỡng là gì? Giác mạc được dinh dưỡng bởi nước mắt ở phía trước, và nước mắt đó là phải có đầy đủ chất lượng, tức là ba lớp và không có bị bốc hơi quá nhanh. Bốc hơi quá nhanh sẽ khô mắt. Và giác mạc chúng ta dinh dưỡng ở phía sau nhờ cái bơm nội mô, bơm thủy dịch vào trong giác mạc, cân bằng cái lượng nước ra vào giác mạc, giữ cho giác mạc có tích trong suốt. Thì một trong hai cái nguyên nhân phía trước hoặc phía sau đó sẽ dẫn đến loạn dưỡng giác mạc, tức là mất chất trong suốt, hoặc là có khi bong cái lớp biểu mô mà không có viêm nhiễm gì hết, không có viêm nhiễm gì hết. Thì ở bệnh nhân này á, thì những cái vùng mất tổ chức này nè, nó ăn màu fluorescein luôn, ăn màu fluorescein luôn ha. Mức độ nhẹ, mức độ vừa và mức độ nặng. Ngoài ra chúng ta lại gặp lét giác mạc do bệnh nhi bị khô mắt do thiếu vitamin A. Hiện tượng sớm chúng ta đã biết rồi, khô mắt do thiếu vitamin A thường là diễn ra ở những trẻ em hậu sởi, rối loạn tiêu hóa kéo dài, dẫn đến là suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A. Thì bệnh nhân của mình sẽ có triệu chứng quán gà, triệu chứng sớm là quán gà. Triệu chứng sớm thứ hai là bệnh nhân sẽ khô mắt và có cái vệt bito
ở sát cái rìa của giác mạc, hình tam giác này ha, cái vệt bi tô. Và nặng hơn, nếu mà tiến triển nặng hơn thì sẽ lét giác mạc. Đây là những người bị mù do đau ban, những người bị mù do đau ban. Còn những trường hợp mà lét giác mạc khi mới đẻ ra đã bị mù thì có thể là bệnh nhân đó bị lậu mắt sơ sinh, gây lét giác mạc do lậu sơ sinh. Thì những người nào mà mới đẻ ra cái phát bệnh sử, những người nào mà sau khi đẻ xong thì dần dần bị mù, đó là lậu mắt. Còn những người mà sau khi đau ban mà bị mù là những người bị thiếu vitamin A. Thì mặc dù là rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến lét, và mục tiêu của chúng ta là phát hiện sớm và làm dừng cái thương tổn để cho thương tổn ít để lại di chứng nhất, thì chúng ta phải làm những nguyên tắc điều trị như sau. Một, số một vẫn là loại bỏ tác nhân và những cái yếu tố làm cho lét nặng thêm. Ví dụ như nếu bệnh nhân của mình á, như hồi nãy mình nói đó, thiếu vitamin A thì phải điều trị bằng vitamin A. Nếu bệnh nhân của mình bị quặm, quặm mi, lông mi đó, quẹt nguyên hàng lông mi vào mắt á, gây lét, thì mình phải nhổ lông siêu hoặc là mổ quặm cho bệnh nhân. Hoặc là nếu mà vết lét lại nằm bên cạnh một cái ổ mủ do viêm mủ túi lệ thì mình cũng phải bơm rửa hoặc là cắt cái túi lệ mủ đó đi. Hoặc là bệnh nhân của mình bị hở mi khi khô mắt, hoặc là bệnh nhân của mình bị bệnh khô mắt thì mình phải loại hết những cái tác nhân đó đi, vân vân. Thứ hai mới là đến tìm nguyên nhân và điều trị đặc hiệu. Thì nãy giờ đó, nãy giờ mình đã phân tích những cái hình ảnh lâm sàng và những cái xử trí theo từng nguyên nhân, chúng ta đã phân tích từ nãy giờ rồi. Và thời gian điều trị ngắn hay dài là sẽ tùy thuộc vào cái tác nhân đó là như thế nào. Nhưng mà thường thường là lét giác mạc á, điều trị tính bằng tuần và tính bằng tháng chứ không có tính bằng ngày. Tức là lét giác mạc một khi đã tiến triển thì chậm lành, sẽ bị chậm lành. Cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải giãn đồng tử và chống dịch bằng nhỏ atropine. Chúng ta thấy trong những trường hợp như thế này, mũ thường phòng rất là nhiều, hoặc là trường hợp như thế này mũ thường phòng rất là nhiều, thì chính những cái mũ đó đó, đó là cái tác nhân nó sẽ dán cái bờ móng mắt này nè chính vào mặt trước hiển thể, hoặc là những cái xúc tiến nó sẽ bít cái vùng quang học. Mà cái vùng đó hồi nãy chúng ta nói là 4mm ở giữa, chúng ta phải hết sức là tôn trọng vì nó liên quan đến chức năng thị giác sau này. Mà mũ tiền phòng thì rất là dễ dính, rất là dễ dính đồng tử. Cho nên là chúng ta phải cho bệnh nhân nhỏ atropine, ít ra là đến khi mà đồng tử giãn ra để giải phóng vùng quang học cho bệnh nhân. Thì atropine một á, là nó sẽ làm liệt cơ vòng, làm giãn đồng tử ra. Hai là atropine sẽ làm liệt điều tiết và mắt sẽ được nghỉ ngơi ở trong lúc bệnh. Ba là atropine sẽ làm giảm xuất tiết. Và những trường hợp mà mũ tiền phòng thì atropine sẽ hỗ trợ để điều trị mũ tiền phòng. Cuối cùng là phải giảm đau, dinh dưỡng và an thần cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị viêm lét giác mạc, ngoài cái tác nhân như herpes simplex là những cái con virus đó nó ăn những cái nụ thần kinh trong giác mạc,
cho nên là làm giảm cảm giác chứ mà. Còn toàn bộ những cái khác đều gây đau nhất cho bệnh nhân. Cho nên chúng ta chú ý giảm đau cho bệnh nhân. Thứ hai là dinh dưỡng. Dinh dưỡng để làm cho giác mạc mau chóng lành lại sau khi đã sạch những cái tác nhân gây bệnh. Sạch virus, sạch vi khuẩn, sạch vi nấm. Chúng ta sẽ vệ sinh cái đó hàng ngày. Ở trong một số một nè. Nhưng mà chúng ta phải cho cái giác mạc nó ăn bằng cách chúng ta dưỡng ẩm của nó bằng những cái nước mắt nhân tạo. Mà thường là dùng natri hyaluronat. Natri hyaluronat là cái chất sẽ dưỡng ẩm trên bề mặt giác mạc, giúp cho giác mạc chống lạnh. Rồi ở bài này á, cho mấy bạn á, còn mấy bạn có thắc mắc gì không? Hôm nay mấy bạn học một chút thôi. Bội thực. Dạ cô, ngày mai học nữa không cô? Hôm nay học nữa. Ngày mai có gì sẽ thông báo cho mấy bạn. Mấy bạn ban ngày cứ bận suốt đúng không? Cho nên là nhiều thầy cô cũng ngán lắm, cho nên là cô cứ dạy mấy bạn suốt vậy đó. mấy bạn mình đã ăn tối chưa? Chưa ăn rồi chú ơi. Dạ chưa. Hồ Thanh Bình chưa ăn. Đi ăn cơm đi con ơi. Để đói. Mà qua cái bài này á, cô sẽ gửi cho bạn đại diện ấy nha. Cô sẽ gửi hai bài này, đồng thời cô gửi một cái clip chia sẻ cái cách khám mắt, cái cách quan sát như thế nào ha. Chia sẻ với mấy bạn nhớ ghép mỗi bài này, mình đều ghép vào cái bài mà thuốc mà cô đã gửi rồi đó ha. Mình lồng ghép vào với nhau, cứ mỗi bài mình lồng ghép và mình đừng có để lâu, mình cứ lồng ghép vào. Và mình chủ yếu ở trong nhãn khoa cách khám chủ yếu là quan sát thôi nha, chứ không có sờ thì chỉ có một cái duy nhất là cô thấy sờ nhãn cầu căng cứng như hòn bi trong bệnh glaucoma, còn chủ yếu là không có sờ. Chủ yếu là quan sát mấy bạn có thể quan sát tới võng mạc luôn mà. Mình đã cái thiểm thể đục thì dễ rồi. Bây giờ mấy bạn tập quan sát giác mạc nè. Hết giác mạc cái mấy bạn sẽ quan sát tới mống mắt, tiền phòng. Rồi hết đó mấy bạn lại quan sát tiếp sâu hơn ha. Quan sát tiếp sâu hơn. Chủ yếu là quan sát thôi nha. Mắt chủ yếu là quan sát thôi. Khi mà quan sát thì mình sẽ nắm được cái bệnh đó, không có cần đoán nhiều đâu. Ở trong mắt á, là chẩn luôn rồi, chứ không có cần đoán nhiều, tại vì nó sờ sờ ra rồi. Chỉ có cái là mình làm sao để cho nó to ra, nó bự ra. Thì ở trong mắt người ta đã có kính hiển vi, mọi cái đều phóng to ra. Cái con mắt á, bự ra như là cái chén luôn vậy nè. Bự ra như cái chén, làm sao mà không thấy được. Mổ mắt thì cũng làm vậy luôn đó. Các bạn thấy cái mổ đục thủy não qua đâu, nhìn qua cái kính hiển vi con mắt bự như cái chén vậy đó, chứ đâu có nhỏ đâu. Thành ra quan sát bạn cứ thực hành quan sát thôi ha. Rồi chúng ta nghĩ nha, để coi bài này á, mấy bạn cần note cái gì. Mấy bạn cần phân biệt giữa viêm loét và sẹo giác mạc ha.
phân biệt những cái tổn thương đó. Và nói chung là những cái thể lâm sàng, những cái nét điển hình của các thể lâm sàng nha. Rồi á, tại vì cái chúng ta thi á, thì một nửa, một phần ba là những cái câu hỏi về kiến thức, và một phần ba là kỹ năng quan sát, còn một phần ba còn lại á, là kỹ năng vận dụng, tức là thái độ của mình đó. Thì tức là một phần ba đó là câu hỏi tương đối nâng cao, cho nên là không có phải là mình học theo lý thuyết là mình vận dụng được vào lâm sàng, mà mình phải biết kết hợp. Nhìn thấy đó thì thái độ xử trí của tôi là như thế nào. Mà bây giờ là mấy bạn đã sắp ra bác sĩ rồi, cho nên là mình tập như vậy lần lần đi. Cái gì á cũng bệnh này ghép cái thuốc này, bệnh này ghép thuốc này, bệnh này thuốc này, bệnh này thuốc này đó ha. Như trong mắt nè, cái đầu tiên á là cô đã cho mấy bạn biết về thuốc giãn đồng tử. Thì những cái bệnh nào mà gây co đồng tử, mình sẽ chỉ định thuốc giãn đồng tử. Và tiếp theo mình sẽ học những cái bệnh nào á mà giãn đồng tử thì mình lại chỉ định với thuốc co đồng tử, và chống chỉ định thì với những cái thuốc ngược lại, đừng có làm ngược lại vậy thôi. Đó, mình sẽ lồng ghép à, mình cứ đi lần lần như vậy thì mình giải quyết được vấn đề ha. Rồi mấy bạn nghĩ đi ha. Rồi mấy bạn có thắc mắc gì nữa không? Chúng ta nghĩ nha. Cô ơi cô. Ơi. Cô ơi cô, mình thi trực tiếp hay online vậy cô? Trực tiếp á, không có online đâu. Dạ, tại vì quý vị online này lỡ mà mình rớt mạng rồi mình rớt hết rồi sao? Dạ, trực tiếp thì khi nào á cô? Tuần này hay là sau Tết á cô? Sau Tết. Dạ. Khi nào mình đi lâm sàng được mình mới thi. Tinh thần là gì đó, có thể là đi lâm sàng có một bữa một giống như răng gì đó, mấy bạn đi mấy bạn có đếm có đếm được trong miệng ta mấy cái răng chưa, chưa kịp đếm nữa là hết giờ phải không? Rồi bye bye. Dạ chào cô. Rồi, biết đúng không?